Mình xin nấu cái món lẩu Thái nha các bạn. Mọi thứ thì mình đã chuẩn bị xong hết các bạn. Để cho tiết kiệm thời gian, đây là tôm nè, mình cũng sắp sẵn luôn nè các bạn. Wow, đẹp quá, có kỹ thuật quá nha. Kỹ thuật không? Kỹ thuật quá. Còn rau cải thì các mọi thứ thì mình cũng rửa sẵn, mình đập dập luôn rồi. Ngon, đẹp mắt luôn. Rồi, còn đây là đầu cá hồi nè các bạn. Đầu cá hồi chưa đẹp nè ơi. Cái đầu cá hồi nói chung là làm ra rồi thì nó lặt lì lặt lội trời, không có sắp được gì đẹp lắm. Còn đây là mực nè các bạn, mực nó mắc quá cho nên mình mua chỉ có 4 con à. Mắc quá. Đây, mực thì mình sắp nè. Đó. Đẹp, mực đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ nấu. Mình xào lên. Đây vô. Wow, thơm quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tắt lò nha, mình đổ nước vô. Các bạn, bây giờ cái nồi nước của mình đã sôi rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nêm đường vô nha các bạn. Đó, nó đang sôi lên đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nêm đường lên nè. À, khóm nè, rồi bỏ cà chua vô cho nó ra cái nước ngọt nha các bạn, nó tăng thêm cái hương vị cho cái món lẩu của mình luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ nấm vô nha. Hai cái món này nó đã chín rồi, nó ra cái nước ngọt rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nấm rơm vô. Đầu cá hồi này nó nhanh chín lắm các bạn, bỏ vô chút xíu là nó chín rồi đó. Wow, nhìn hấp dẫn ngon quá. Rau ngò gai với rau rau rơm, đúng rồi. Rau ngò gai với rau rơm, bỏ vô cho nó thơm nha các bạn. Rồi, bắt đầu mình bỏ vô cho nó thơm. Ôi. Cá là nó chín hết rồi đó các bạn ơi. Đó, cá là nó chín hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ bỏ mực với bỏ tôm vô nha các bạn. Đó, vậy mực mình sắp nè. Các bạn thấy có đẹp không? Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ tôm vô nha. Bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn món lẩu Thái chung với mình nha. Đây là miếng mực nè các bạn. Mình mời các bạn nha. Đây là con tôm nè. Tôm hả? Tính ra con số. Cho lại đó. Dạ tại con cái ghế ưu tiên cho phụ nữ ngồi các bạn. Mình ngồi nhầm hổm. Tôm này là tôm thẻ này các bạn. Tôm thẻ nó còn sống luôn, mình mua lúc còn sống mà giờ nó chết hết rồi. Con này là mực gì? À, mực này mực chết. Đúng rồi, cái đầu cá hồi này rất là nhiều thịt luôn nè. Trời ơi, là thịt không luôn. Mời các bạn luôn. Thấm nước mắm nè. Đầu cá hồi mà nấu lẩu Thái thì ngay hệ luôn đó các bạn. Rồi con hỏi nó béo. Ngon cái gì ăn dữ vậy, không nói gì chứ vậy. Ngon quá rồi, nín luôn rồi. Ăn miếng rau nha các bạn. Ngon à, trong sớm là chưa ăn rau, ăn rau ấy. Ngon trong sự im lặng. Nói gì chơi các bạn. Tại mình ít nói nha các bạn.
Mình vô cho đủ khung cảnh đi nha. Chú ý ăn thôi à. Kiếm cái đồng cá hồi. Ô đây nha, đây này dính rồi, dính rồi, mồi dính rồi các bạn. Đó, cái miếng này mới béo nè. Cái đầu nó mới béo nè, cái này cái thịt thì nó ăn không béo bằng cái đầu đâu. Cái đầu nè, nó cái xương sụn nè, rất là béo luôn các bạn. Wow, mời các bạn nhé. Cá hồi béo quá các bạn. Ăn mà cười. Dạ mực nè, để hồi nó teo hết à. Ăn cái đầu hả? Cái gì? Cái đầu là mực. Đầu à? Là ăn mực mà ăn đầu không quá. Không như mực. Cái này mới ngon nè các bạn. What? Trời ơi. Trời ơi. Ngon hả? Ngon. Cái nào ngon dành cho em. Chưa mời các bạn, giờ mời các bạn ớt nha. Trời ơi, nó ngon. Ăn thử miếng đi. Trời ơi, ăn cái hết cho ớt luôn các bạn. Ăn thử miếng đi, ngon lắm. Ừ. Ngon. Trời ơi. Hết cay rồi. Quá. Quá cay chứ không phải quá đã. Đầu nè, nãy giờ không thấy ăn đâu. Nãy giờ chưa thấy ăn thơm chứ đầu rồi. Ngon, ăn có một miếng nè. Ăn thêm miếng nữa đi. Đó. Lập ít mà cho ăn nhiều quá vậy. Bây giờ ăn không hết. Trời ơi. Hết rồi, ăn hết bỏ cho heo ăn vậy. Để heo này ăn trước ha. Mình tự nói mình chứ không phải ý vậy à. Nó cay, bỏ có mười mấy trái ớt mà nó cay quá các bạn ơi. Có em ăn mà ớt gì đâu mà nó cay ghê luôn á. Bỏ có nêm có mười mấy trái mà nó cay ché miệng. Ớt gì mà nó ngon phải sợ luôn á. Như được ha, để đây chịu ăn tiếp. Đánh thèm mà chịu ăn tiếp gì. Thở hết luôn á, hết dĩa tôm luôn á. Ăn nổi không? Sao nổi rồi. Còn rau quá trời. Ăn gì mạnh vậy ta? Heo mà. Ăn hết rau luôn không? Hết luôn. Ăn hết bột bún đi luôn. Hết luôn. Mà chiều nay mới hết nha. Mày thì chưa no lắm rồi bạn ơi. Thế này được nha. Nhìn được rồi. Nhưng mà chưa chiều ăn rồi chứ ăn hết rồi chiều đó vậy ăn. Dạ. Rồi cái món lẩu Thái của mình nấu nói chung là mình nấu cũng ăn cũng không có ngon các bạn ơi. Ngon mà. Ngon hả? Ngon. Có người khen các bạn. Có người khen vậy là cũng được rồi, cũng hãnh diện rồi. Thì nói chung mấy trăm ngàn người thì cũng có người khen thì cũng được. Cảm ơn mình ăn nữa thôi. Chứ đâu có ai ăn nữa đâu. Rồi bây giờ video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các bạn. Và hãy đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của trường nha.